Thưa quý vị, trong một buổi sáng lạnh rách như thế này thì chuyện sáng nay muốn chuyển đến quý vị một câu chuyện thật ấm áp tình cười về một người đàn ông đặc biệt với một nhiệm vụ cũng thật đặc biệt và cao cả. Vâng, ông là một người dân miền sông nước nhưng lại có thêm một công việc khác mà ông gọi là cái nghiệp của đời mình, đó là lặn tìm thi thể người mất tích dưới sông Hàn. Động lực để ông gắn bó với nhiệm vụ cao cả này chính là những lời cảm ơn chân thành từ gia đình của nạn nhân. Nói chung là làm từ lúc 14 tuổi chứ. Trong nghề hết học đó là xuống làm biển với ông già, đi lặn với ông già. Tới trừ công việc vất vả thì cũng rất chi là vất vả. Vì làm nghề sông nước mấy cái giờ khuya, lắm lúc họ gọi là mình phải chạy để đi giúp họ. Nói chung làm nghề thì cũng kiếm sống qua ngày, chứ còn mà làm cái việc mà kiếm xác này thì hình như mình không hưởng lợi một đồng nào hết. Như trường hợp mới đây thì cũng anh em thợ lặn nó nhận tiền họ bao nhiêu không biết, nhưng mà họ có biếu tiền mình có nhận 500.000 để mua dầu và mua đồ cúng. Vợ chồng mình không có lấy tiền qua. Ngoài 40 tuổi, ông Tư làm lụa với nghề lặn, tìm từng con cua, con cá nuôi sống cả gia đình. Thế nhưng, thứ giàu có và lúc nào cũng đầy ắp trong tâm tưởng của người đàn ông này, đó chính là lòng dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp. Hễ có người mất tích vì đuối nước hay nhảy cầu tự tử, thì dù ở đâu, bận bịu tới mức nào, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ. Lặn tìm kiếm xác người bị nạn, ông gọi đó là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của người mình cũng không rõ nữa. Cái lúc ban đầu mình đã làm cái hội trưởng của bạn là giống như mình là một người có trách nhiệm lo cho mọi người đó. Từ đó nó phát sinh ra cái nghề đó thôi, chứ mình cũng không hiểu sao mình lại có nghề này. Ấn tượng nhất là cái vụ Thảo Văn. Thì chủ tịch phường có gọi trực tiếp cho mình. Đó là mình cũng vận động anh em. Trong đêm đó làm được 4 chiếc thuyền và mười mấy 20 người. Cái là ngày mai tiếp tục, thành phố chỉ đạo là kiếm thêm thợ lặn thì mình huy động thêm mấy chục chiếc nữa. Nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là không ít lời dị nghị đằng sau công việc này. Thế nhưng, mỗi khi thấy gia đình của các nạn nhân vỡ òa cảm xúc khi được đoàn tụ, thì bao gian nan ấy ở lại phía sau. Đặc biệt, ông Tư không bao giờ nhận tiền công vớt xác, với ông quan niệm đây là cái nghiệp, cái gian chuyên của cuộc đời của mình. Dù cuộc sống có chật vật khi phải gánh gồng nuôi 4 đứa con nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình thay đổi nguyên tắc sống và làm đẹp cho đời của mình. Nhiều gia đình sau khi vớt xác họ về mai táng hết rồi thì họ cũng có ghé lại để họ cảm ơn, cũng nhiều lời cảm ơn. Mình cũng chủ yếu cái đó là vui rồi, chứ cũng không cần cái gì của người ta họ đã mất. Sinh nghề tử nghiệp là câu nói thường trực trong tâm tưởng của ông Tư. Nhưng hãy nghĩ về việc còn nhiều người cần đến mình thì dòng máu nghĩa hiệp, tinh thần song pha lại khơi dậy trong ông để ông tiếp tục với con đường mà mình đã chọn. Lắm lúc mình đi xa không có ở nhà thì ở đây thì cũng có anh em nó đông, mình có thuyền cũng hỗ trợ cho em út nó đi. Còn khó khăn nhất là cái giờ khuya, có mình thì dễ, còn giờ khuya ở đây anh em họ ngủ họ ít đi lắm, họ đâu có biết cái công việc đó, chỉ có mình biết thôi. Anh em họ tới nhà mình họ gọi đó là cái giờ khuya quá, mình cũng không có dám gọi những anh em xa, mình không biết hồi nào mình dừng. Thì bây giờ trừ họ cần thì mình phải giúp thôi.